trà thanh nhiệt gốc nội thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Và chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo của sàn Tiên Phong. Xin mời Hoàng Phương. Dạ, chào Kiều. Xin chào ba vị Oras. Và bây giờ thì sẵn sàng thi luôn chứ? Dạ vâng. Hay là còn run quá vậy? Muốn tâm sự mỏng nhẹ để mà lấy lại tinh thần không? Dạ cũng hơi run nhưng mà thôi, chắc là tâm sự cũng không hết run đâu nên là hát luôn. Ok, thi luôn ha. Và bây giờ sẽ là phần thi của Hoàng Phương. Xin mời. Chiều hoàng hôn tắt nắng, trời gió dâng sương phù trắng đầy trời. Mưa lũ trôi quan ven sông buốt giá, nàng hẹn ta bên xưa, ta nghe lòng ngàn nhung nhớ đợi chờ người em dấu yêu trong lòng ta. Gió đưa hoa về đâu, đón em nơi gian đầu trong tim nàng xa. Nơi cuối sông kia con thuyền thấp thoáng trôi theo đợt sóng, để chôn trên mây phương nắng. Dù nàng lỡ sát bước trong hồn hoa ánh sáng, thì tiền cũng ghé đi cho lòng ta thoáng niềm vui. Ta mà nhớ thương em khôn cùng, lời em hứa thăm ta hôm nào, còn cố chấp nhưng em không vào. Nhưng ta đâu trách sao em buồn, dù nàng lỡ mách ra đi tìm vui bên môi. Dần hơn cái ngán phút cây còn ta chốn này thôi. Dịu đứa tiếng đơn phương say cạn, ta khao khát yêu em quên đời. Càng thương nhớ con quê nghe sầu, lên đôi vành mi mất thoáng cây. Nằm trên bên vắng, hoàng hôn chiều buông tắt nắng, mưa rơi trên đường vắng, em rời xa lắm. Tâm hồn anh ở nơi đây, không phải như người trên mây. Nhưng lắm những phút giây yêu đương bay đợt xa, tình yêu nơi đó người theo cơn gió mãi xa rồi. Gió đưa qua về đâu, đón em nơi gian đầu trong tim anh mà người mãi theo. Vồn hoa ánh sáng, thì thuyền cũng ghé đây cho lòng ta thoáng niềm vui. Ta mãi nhớ thương em khôn cùng, lời em hứa thăm ta hôm nào, còn cố chấp nhưng em không vào. Nhưng ta đâu trách sao em buồn, dù nàng đã mãi ra đi tìm vui bên môi. Thì thuyền cũng ghé đây cho lòng ta thoáng niềm vui. Dịu đưa tiếng đơn phương say cạn, ta khao khát yêu em quên đời. Càng thương nhớ con quê nghe sầu, lên đôi vành mi mất thoáng cay. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Chào Hoàng Phương. Em chào chị ạ. Chị không cảm nhận được một chút run sợ nào trong giọng hát của em ở phần trình diễn vừa rồi. Em không đâu ạ. Em rất là sợ. Tại vì với em thì ca khúc này là một ca khúc mà có giai điệu rất là đẹp và lời cũng rất là đẹp, nên là em không muốn mình làm sai. Bến Vắng là một ca khúc mà nhạc ngoại lời Việt từ rất là lâu rồi. Chị cũng thích nghe những ca khúc mà từ rất lâu rồi.
Nhưng nếu hát ở 2018 thì nó phải có màu sắc của đương đại. Cái phiên bản mà do Hoàng Phương hát thì chị cảm thấy vừa quen mà vừa lạ. Chị thấy cả cái nội tâm của em trong đấy nữa. Cứ mỗi một cái lần nhả chữ của em nó lại chinh phục chị. Và chị rất là mừng bởi vì dự án số 1 có một thí sinh như em. Nghệ sĩ nam đầu tiên hát bài này mà chị Linh nghe là ai không ạ? À? Cái đấy thì hỏi Google được không? Chị Linh cũng không nhớ ạ. Mình cảm thấy mình rất là nữ tính khi mình nghe ca khúc này. Đúng là giọng của Phương rất đẹp, nhà chữ cũng rất đẹp, và thật sự là có cái đời ở trong đó. Mà cái đời này thì chẳng nghĩ là chỉ có sự trải nghiệm thôi. Thì bạn hơn tất cả các thí sinh nhỏ tuổi hơn, đó là sự trải nghiệm. Đúng là Phương nói là Phương hình như vẫn chưa tự tin lắm, nên chẳng vẫn muốn là khúc cuối cao hơn, bứt phá hơn nữa. Nói gì thì nói, đối với giọng hát này thì Trạm vẫn hy vọng là tương lai Trạm có một người đồng nghiệp tên là Hoàng Phương ở trên sân khấu lớn. Chúc mừng bạn. Nhà mình ơi, con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thành có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thành, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thành, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Thấy nhục chưa? Có thấy nhục một tí nào? Anh Phương khi hát ca khúc này, trong giọng hát của anh là như anh vừa ăn mật ong. Nó rất là ngọt ngào, có một cái sức cuốn hút kỳ cục. Ý rằng là sao cứ như là rót mật vào tai mà muốn mọi người muốn nghe đến cuối. Thế bình thường trước khi hát thì em ăn gì hả Phúc? Trước khi hát em ăn cơm. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái mong muốn của chị Trà cũng rất là giống em, là cần một cái nốt nó sẽ bứt phá lên. Cảm ơn tất cả bà vị Oras. Cảm ơn lời nhận xét của bà Oras. Và cảm ơn Hoàng Phương. Bây giờ thì Hoàng Phương hãy quay trở về phòng chờ và chờ đợi kết quả. Tối hôm qua mà tập bài thì kiểu không thể nào mà lên được. Có những điều mà em nghĩ là em không làm được thì hôm nay em vượt qua được cái đấy. Nó làm cho cái trạng thái tâm lý của em bây giờ rất là tốt. Có thể bây giờ đang được nhận nhiều lời khen và rất là vui, nhưng mà cái khả năng đi tiếp thì cũng phải chờ những phần thi sau nữa.